Hello, xin chào mọi người ạ. Hôm nay giới thiệu mọi người trước M133 của hãng Zante nhé. Xe rất đẹp luôn, xe nguyên zin mọi người nhé. Xe bé bé này bảo dưỡng toàn bộ gì ạ. Xe đẹp zin từng con ốc mọi người nhé. Zante 133 Momentum. Báo điện này được gọi điện xin nhan nhé. Xe đẹp bình khỏe nhé. Xe này chạy 30-35 cây một lượt sạc. Yên zin. Cố bành chưa vỡ một tí nào nhé. Tìm xe nhỏ khua với chị đi chợ thì con đi học cũng được tiện. Xe vẫn gian tê được khẩu tiếp về chắc chắn là bàn khung sửa nét. Okay, xe này BMW bán ra là giá là 3.8 triệu. Đèn zin nhé, còi đèn zin hết rồi. Đâu mọi người xem video ạ.